mừng quý vị và các bạn đến với bản tin y tế ngày 15 tháng 12 do báo Sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kêu gọi người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 75% ca tử vong do hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng Bộ Y tế tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành, các nhà hảo tâm. Theo người đứng đầu ngành y tế, người bệnh ung thư phải đương đầu với những khó khăn chồng chất, đặc biệt các trường hợp không có thẻ bảo hiểm y tế. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng của Bộ Y tế diễn ra vào ngày 14 tháng 12. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh công tác phòng chống ung thư hiện nay vẫn là một thách thức lớn đối với nền y học thế giới. Bởi điều trị các bệnh hiểm nghèo này không những đòi hỏi phải có kiến thức, kỹ thuật chuyên môn hiện đại, sự cập nhật liên tục kiến thức y khoa của đội ngũ y bác sĩ, sự nỗ lực không ngừng của bản thân người bệnh gia đình mà còn cần sự hỗ trợ tích cực chung tay giúp đỡ liên tục không ngừng nghỉ về vật chất tinh thần từ cộng đồng xã hội cũng theo bộ trưởng người bệnh ung thư phải đương đầu với khó khăn trồng chất đặc biệt các trường hợp không có thẻ bảo hiểm y tế nhiều bệnh nhân không thể tiếp cận các liệu pháp hiệu quả cao cũng như không đủ khả năng để theo đuổi các phương pháp điều trị tiên tiến nếu không có hỗ trợ tài chính kịp thời ung thư cũng tạo ra gánh nặng vô cùng lớn cho gia đình người bệnh và hệ thống y tế nói chung qua chương trình này bộ trưởng mong muốn các cơ quan truyền thông cùng toàn thể xã hội hãy chung tay đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng người dân rằng ung thư không phải là căn bệnh vô phương cứu chữa ung thư biết sớm trị lành tuyên truyền kêu gọi người dân tiếp tục chủ động tích cực tham gia bảo hiểm y tế bởi đây là cứu cánh duy nhất cho người dân nếu không may mắc bệnh theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2021, toàn quốc có 57 người bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2022, toàn quốc có 15 người bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng. Trong đó, từ năm 2021 đến tháng 6-2022, có 4 người bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả trên 3 tỷ đồng. Những con số này cho thấy từ nhiều năm nay, bảo hiểm y tế đã được phần lớn người tham gia bảo hiểm y tế xem là phao cứu sinh, là thẻ hộ mệnh không thể thiếu của mỗi người và việc tham gia bảo hiểm y tế là thực sự cần thiết. Chuyển đến tin tức y tế tiếp theo. Hiện nay, khoảng 75% số trường hợp tử vong do sốt xuất huyết là người lớn. Có những trường hợp đến bệnh viện trễ khiến gia tăng nguy cơ tử vong do không được can thiệp điều trị kịp thời. Số liệu được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thống kê tuần vừa qua. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh vừa có cập nhật về tình hình dịch sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn thành phố tuần từ ngày 11 tháng 12. Cụ thể, thành phố ghi nhận 1.100 ca bệnh sốt xuất, xuất huyết, giảm 14,7% so với trung bình 4 tuần trước. Không có trường hợp nào tử vong do sốt xuất, xuất huyết. Tổng số ca tử vong do sốt xuất, xuất huyết từ đầu năm đến nay là 29 trường hợp, tăng 23 ca so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khoảng 75% ca tử vong do sốt xuất, xuất huyết đó là người lớn. Tính đến nay, thành phố ghi nhận 78.561 trường hợp mắc bệnh, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2021, với số ca nặng là 1.930 ca. Tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc sốt xuất huyết đến tuần qua là 1.930 trên 78.561, tăng hơn 3,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 50 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 31 phường, xã thuộc 13 trên 22 quận huyện thành phố Thủ Đức giảm 12 ổ dịch mới so với tuần trước đó. Ngành y tế khuyến cáo khi có dấu hiệu sốt cao 39 đến 40 độ C đột ngột liên tục cần đi khám bệnh để được chẩn đoán và hướng dẫn chăm sóc điều trị phù hợp. Trong quá trình điều trị bệnh sốt xuất huyết tại nhà, người chăm sóc bệnh nhân cần lưu ý các dấu hiệu bệnh chuyển nặng để đưa bệnh nhân nhanh chóng đến bệnh viện. Đối với bệnh sốt xuất huyết, khi hạ sốt thì càng cần phải theo dõi sát dấu hiệu chuyển nặng. Một trường hợp đặc biệt đến từ hai anh em sinh đôi H và T ở Tuyên Quang. Hai người sinh ra như những trẻ bình thường khác, nhưng càng lớn, cơ thể của họ càng mọc lên nhiều khối u lớn bé ở các vị trí khác nhau, khiến khuôn mặt, chân tay biến dạng. Mới đây, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công cho hai anh em, giúp họ nhanh chóng chủ động được vệ sinh cá nhân, thuận tiện sinh hoạt và có thể lao động bình thường. Chiều ngày 14 tháng 12, thông tin từ Bệnh viện K cho biết, khoa điều trị yêu cầu Bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Đinh Văn Hát và Đinh Văn Tê, đều 27 tuổi, tại tỉnh Tuyên Quang, trong tình trạng trên cơ thể có hàng trăm khối u lớn bé khác nhau trên nhiều vị trí. Hai anh em sinh đôi Đinh Văn Hát và Đinh Văn Tê, lúc sinh ra và lúc nhỏ hoàn toàn bình thường, nhưng khi lớn lên thì cùng mắc căn bệnh lạ, khiến trên người mọc lên hàng trăm khối u. Đầu tiên, khối u chỉ xuất hiện ở sau gáy của hai anh em. Sau đó, những khối u khác xuất hiện ở khuôn mặt, chân, tay và lưng, khiến biến dạng cơ thể. Sau khi đã điều trị tại nhiều bệnh viện với 6 lần phẫu thuật, nhưng sức khỏe không được cải thiện. Cuối tháng 10 năm 2022, hai anh em đến khoa điều trị theo yêu cầu bệnh viện ca để thăm khám. Tại đây, sau khi hội trần ca bệnh, các bác sĩ kết luận hai anh em mắc u sơ thần kinh, một bệnh di chuyển hiếm gặp. Số lượng u trên người mỗi bệnh nhân lên đến cả trăm khối u lớn nhỏ. Khối u lớn nhất đường kính lên đến hơn 10 cm, khối u bé khoảng 1 đến 2 cm. Vì vậy, các bác sĩ nhận định không thể cắt hết u trong một lần phẫu thuật đưa ra kế hoạch sẽ tiến hành phẫu thuật ưu tiên, cắt đi những khối u ở những vị trí ảnh hưởng đến chức năng đi lại, cầm nắm, cúi gập và nằm để giúp hai anh em nhanh chóng chủ động được vệ sinh cá nhân, thuận tiện sinh hoạt và có thể lao động. Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ, các bác sĩ đã lấy ra được 21 khối u cho anh Hát và 19 khối u cho anh T. Sau 6 ngày nằm viện, hai anh em đã được xuất viện trở về nhà. Chiều 14 tháng 12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa nối thành công cánh tay trái bị đứt lìa cho một nam bệnh nhân. Đây là bệnh nhân thứ hai được nối thành công chi thể đứt rời tại bệnh viện này. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vào chiều ngày 14 tháng 12, bệnh viện vừa nối thành công cánh tay trái bị đứt lìa cho một nam bệnh nhân. Được biết, bệnh nhân là VTT, 50 tuổi, chú tệ xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn. Trưa ngày 4 tháng 12, trong lúc đang lao động, ông Tê vô ý để máy tời vỏ bao xi măng cũ cuốn đứt lìa cánh tay trái. Ngay sau đó, ông được người nhà đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng sốc, mất máu kèm cánh tay trái bị đứt lìa do tai nạn lao động. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã huy động ekip bác sĩ thuộc các chuyên khoa, chấn thương, phẫu thuật mạch máu, gây mê hồi sức, nhanh chóng tiến hành hội trần cấp cứu. Do vết thương và phần cánh tay đứt rời bị dập nát khá nhiều, kèm nhiều dị vật như là đất, đá, xi măng, nên các bác sĩ phẫu thuật phải rất tỉ mỉ trong việc cắt lọc và làm sạch vết thương, sau đó tiến hành khâu nối lại phần chi thể đứt rời cho bệnh nhân. Ekip các bác sĩ đã phải làm việc liên tục trong 6 giờ, các kỹ thuật khó và phức tạp lần lượt được thực hiện như là kết hợp xương bằng nẹp vít để giữ trục chi, vi phẫu, nối mạch chi bao gồm hai động mạch quay, động mạch trụ, tính mạch đầu, tính mạch nền, tiến hành vi phẫu khâu nối thần kinh và toàn bộ gân cơ cho bệnh nhân. Sau 10 ngày phẫu thuật, Hiện tại cánh tay nối được tưới máu tốt, hồng hào trở lại, vết nối khô. Tuy nhiên theo các bác sĩ, để cánh tay được nối hoàn toàn phục hồi, thời gian tới bệnh nhân cần trải qua một số lần phẫu thuật nữa và tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng. Thưa quý vị, vỡ tim là một chấn thương nặng ít gặp, gây tử vong cao do chèn ép tim cấp. Để cứu sống được người bệnh trong trường hợp này cần rất nhiều nỗ lực của các bác sĩ. Rất may mắn, một phụ nữ bị vỡ tim do tai nạn giao thông vừa được cứu sống bởi các bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Sáng ngày 15 tháng 12, ông Lê Văn Sĩ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị vỡ tim do tai nạn giao thông. Bệnh nhân là chị Lê Thị Đê, 29 tuổi, cư trú tại Hải Ninh, Nghi Sơn, Thanh Hóa, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốc do choáng, lơ mờ, mạch và huyết áp không ổn định, có vết thương kín vùng ngực và vùng bụng do tai nạn giao thông. Qua thăm khám, siêu âm và chụp CT lồng ngực, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tràn máu màng ngoài tim, lượng nhiều, chèn ép tim cấp. Ekip các bác sĩ cấp cứu nhận định đây là một trường hợp cấp cứu tối khẩn cấp bởi bệnh nhân có thể bị tổn thương tim và các mạch máu lớn, đe dọa tử vong nhanh chóng. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, vừa mổ vừa hồi sức tích cực, chuyển máu, đặt nội khí quản. Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật mở xương ức để tiếp cận vùng tổn thương và phát hiện bệnh nhân có tổn thương tim nặng nề, vỡ thất phải, mang tim nhiều máu cục và máu loãng. Sau hơn một tuần trải qua ca phẫu thuật sống còn, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã tiến triển tốt, dự kiến sẽ được ra viện trong tuần sau. Nuôi con nhỏ, cha mẹ nào cũng mong muốn con tăng cân khỏe mạnh. Thế nhưng tăng cân bất thường như trường hợp bé 3 tuổi sau đây lại là một cảnh báo đáng lo ngại. Thông tin từ tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, viện dinh dưỡng quốc gia, kiêm phó trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng tiết chế, bệnh viện nội tiết trung ương, bệnh nhi là bé hát, quê ở Thanh Hóa, 35 tháng tuổi nhưng nặng 25 kg, tương đương với trẻ 7 tuổi. Ngoài dấu hiệu thừa cân rất rõ ràng, trẻ còn xuất hiện gai đen ở phần cổ và các nếp gấp đây là một dối loạn về da thường gặp ở những người bị bệnh tiểu đường hoặc béo phì dẫn đến những vệt màu từ nâu nhạt đến đen xuất hiện ở vùng cổ nách háng và dưới bầu ngực bé có tiền sử sinh non từ nhỏ chỉ uống sữa công thức và thường xuyên bị ốm vặt mỗi lần con ốm gia đình thường tự ý mua thuốc điều trị khỏi ốm lại dừng thuốc gia đình không ai có tiền sử bị bệnh béo phì với những thông tin gia đình cung cấp các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi có cân nặng bất thường là do việc tự ý dùng và lạm dụng thuốc có chứa corticoid Hiện các bác sĩ hướng Dân bé chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để làm xét nghiệm các vấn đề liên quan đến nội tiết, có thể trẻ có mắc dễ thì sớm hoặc bị tiểu đường. Theo bác sĩ Hưng, trẻ nhỏ bị tăng cân bất thường hay béo phì chủ yếu liên quan đến chế độ ăn uống sinh hoạt và lạm dụng thuốc. Thực tế, rất nhiều gia đình chỉ đi khám cho con một lần, sau đó dùng lại theo đơn bác sĩ kê lần trước. Điều này rất nguy hiểm. Đặc biệt, việc lạm dụng các thuốc có chứa corticoid sẽ ảnh hưởng lớn đối với trẻ. Ngoài việc tăng cân nhưng vẫn suy dinh dưỡng, trẻ con bị ảnh hưởng đến vấn đề nội tiết, suy tuyến thượng thận. Một thông tin đáng quan tâm dành cho các bệnh nhân ung thư. Theo kết quả được công bố ngày 13 tháng 12 sau thử nghiệm lâm sàng do hai hãng dược Moderna và Merck thực hiện, các chuyên gia cho biết vaccine Moderna kết hợp với liệu pháp miễn dịch Keytruda giúp giảm 44% nguy cơ tái phát hoặc tử vong của bệnh ung thư da. Nghiên cứu cho thấy vaccine điều trị ung thư dựa trên công nghệ mRNA của hãng dược Moderna có hiệu quả ngăn ngừa khối u da ác tính. Kết quả được công bố ngày 13 tháng 12 sau thử nghiệm lâm sàng do hai hãng dược Moderna và Merck thực hiện. Các chuyên gia cho biết vaccine Moderna kết hợp với liệu pháp miễn dịch Keytruda giúp giảm 44% nguy cơ tái phát hoặc tử vong của bệnh ung thư da. Thuốc giúp giải phóng hệ miễn dịch nhắm mục tiêu đến khối u ung thư bằng công nghệ mRNA từng được sử dụng điều chế vaccine COVID-19. Sản phẩm được phát triển dành riêng cho các khối u có đột biến cao. Nghiên cứu mới là một phần của thử nghiệm ngẫu nhiên lớn cho thấy việc kết hợp vaccine mRNA với một loại thuốc tăng miễn dịch sẽ mang lại tác dụng cao hơn cho các bệnh nhân ung thư ác tính. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.